Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất viện về nhà tập hồi phục chức năng để làm trưởng ban tang lễ. Nguồn tin từ một ủy viên trung ương hôm nay 27 tháng 4 năm 2019 cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra viện về nhà công vụ tại số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để bác sĩ cùng gia đình tiếp tục chăm sóc. Thông tin cho biết thêm, ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn phải ngồi xe lăn và đang tích cực luyện tập phục hồi chức năng sau đột quỵ, ông vẫn bị méo mồm và gặp khó khăn khi nói. Nguyên chủ tịch Lê Đức Anh từ trần trong thời điểm này đã đặt ra cho ông Nguyễn Phú Trọng một tình huống khó xử, nếu ông không thể xuất hiện trong lễ tang thì đó sẽ là một chỉ dấu xấu cho thấy tình trạng sức khỏe thật sự của ông ta và như thế sự nghiệp chính trị của người đứng đầu đảng và nhà nước sẽ sớm chấm dứt ngay trước Hội nghị Trung ương 10 dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng năm tới. Chiều hôm nay giờ Việt Nam, sau khi nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh mất được 5 ngày, Việt Nam mới chính thức đưa ra thông báo tổ chức quốc tang và danh sách ban tang lễ nhà nước với trưởng ban tang lễ là Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thông báo cho biết thời gian tổ chức quốc tang trong 2 ngày 3-4 tháng 5 năm 2019 và dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí trong cả nước suốt thời gian tang lễ. Dường như không đồng ý tổ chức quốc tang trong 2 ngày, ông Lê Mạnh Hà, con trai cố chủ tịch Lê Đức Anh cho biết nguyện vọng của gia đình là được tổ chức quốc tang giản dị. Thời gian tổ chức tang lễ giảm một ngày, như vậy quốc tang kéo dài 2 ngày, song tang lễ chỉ diễn ra trong một ngày. Gia đình ông Lê Đức Anh cũng mong muốn các hoạt động khác trong xã hội diễn ra bình thường, không bị đình trệ, nhưng nguyện vọng này không được đáp ứng. Thông báo của nhà nước ghi rõ, trong hai ngày quốc tang 3 và 4 tháng 5, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Sáng hôm nay, ông Lê Mạnh Hà ra thông báo, gia đình đề nghị lễ truy điệu được tổ chức tại Hà Nội với mục đích giảm chi phí đi lại của lãnh đạo các cấp đại diện cơ quan đơn vị tiết kiệm cho ngân sách. Ngoài ra, gia đình đề nghị chuyển linh cử vào an táng tại thành phố Hồ Chí Minh bằng máy bay hành khách, không phải chuyên cơ, các thành viên trong gia đình tự mua vé máy bay như các hành khách khác đi cùng chuyến bay. Mặc dù quê quán ở Thừa Thiên Huế, nhưng đại tướng Lê Đức Anh sẽ được an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, ông Hà cho biết. Chính trường Việt Nam dự báo bắt đầu bước vào một thời kỳ khủng hoảng mới kể từ khi sau đại hội lần thứ 12 của đảng. Ngay tại cơ quan quyền lực nhất là Bộ Chính trị, chỉ với 19 người mà đã có một người đã chết, một người bị xúc huyết não, một người sống thực vật, một người vào tù và một người đang bị chính phủ Đức điều tra về tội bắt cóc. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt